Đã tới tháp Bản Dốc rồi nha mọi người. Tới tháp Bản Dốc rồi nè mọi người đó, 0 km. Ở đây cấm rất là nhiều vành đai biên giới, cứ bước qua cái đây là bước qua Trung Quốc rồi nha mọi người. Còn đây là gọi là gì ta? Mọi người. Gái biên giới nha mọi người. Ừ. Rồi lên đi. Thương thế. Một con hủy đấy, ôi con hủy to lắm. Chúng ta tới tháp Bản Dốc rồi nha mọi người. Đây nè mọi người nè, đây là bè của Việt Nam nè. Đó, còn bè của Trung Quốc ở bên kia nha. Đó, tháp này chia làm hai phần. Một phần chúng ta thấy được từ bên Trung Quốc đó. Một phần là của Việt Nam mình. Đây trên kia đây, đây là cầu kính Trùng Khánh. Nhìn xuống tháp Bản Dốc Việt Nam, đây là cái dĩa cầu kính bự bự mà mình thấy trên mạng hình đẹp. Trời ơi, tóc tai mặt mũi. Không còn một cái gì.